phim cách nhiệt 3M đang có mặt tại nhà khách hàng tại chung cư Sunrise Riverside quận 7. Và hôm nay thì khách hàng lựa chọn sản phẩm Practice 70 PR70 cho phòng khách và các cái dòng sản phẩm IR25 Ceramic 25 cho phòng ngủ. Hãy cùng theo chân của phim cách nhiệt 3M để có một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ với khách hàng cũng như là xem toàn cảnh ngôi nhà của khách hàng sau khi đã thực hiện dán phim cách nhiệt nha. Xin mời. Đang sống ở tại chung cư Sunrise Riverside, Phước Kiển, Nhà Bè. Tại sao anh lại biết tới sản phẩm phim cách nhiệt 3M? Thông qua một cái group cư dân thì cũng có cư dân ở trong căn hộ Sunrise Riverside có sử dụng qua phim 3M thì mọi người nhận xét rất là tốt. Từ cái thông tin đó thì anh mới lên trên Google anh search về phim 3M. Cảm ơn anh. Vậy thì sau khi mà tìm hiểu về phim cách nhiệt 3M ấy, thì làm sao để anh tìm được SDC là nhà phân phối của phim 3M tại Việt Nam? Thì trước khi tìm được cái SDC thì anh có tìm tìm được nhiều trang web cung cấp cái phim 3M, nhưng mà sau đó thì nhờ thông tin trong một cái comment ở trên group cư dân thì ta cũng có giới thiệu về SDC, tại vì như bạn đó cũng xài cái dịch vụ của SDC. Trong cái quá trình mà nhân viên chuyên viên tư vấn của bên em đến ấy, thì anh có cảm nhận như thế nào về các cái dịch vụ tư vấn của SDC ạ? Cái dịch vụ tư vấn của SDC thì rất là chuyên nghiệp, rất là bổ ích, và thông qua các cái thông tin từ bên bạn tư vấn viên cung cấp thì anh quyết định là sử dụng sản phẩm của SDC. Vậy thì sau khi mà được tư vấn về các cái công năng này cũng như các cái mẫu mã phim thì anh thấy giá thành của phim cách nhiệt 3M như thế nào? Giá thành của phim cách nhiệt 3M thì ra không có, cũng khá là cao so với các cái loại phim khác. Thì trước khi mà biết tới phim 3M thì anh cũng có nghiên cứu các loại phim khác, thì so với giá thành của các phim khác thì khá là cao, nhưng mà bù lại thì cái chất lượng, tại vì anh có xài cái sản phẩm của 3M ở trên cái xe hơi của anh, anh cảm thấy chất lượng phim 3M rất là tốt nên anh tin tưởng, thì anh thấy anh quyết định xài phim 3M. Xong cái dòng phim PR70, cái dòng phim cao cấp nhất của phim cách nhiệt 3M. Thì cái này là sau khi dán cái phim PR70 của bên ba em thì về độ trong suốt thì mình vẫn thấy bình thường như là trước khi dán, nhưng mà về cái độ nóng từ ánh nắng bên ngoài chiếu vào thì nó đã giảm bớt rất là nhiều.